Hà Nội có thêm 13 F0 trong khu vực cách ly, phong tỏa. CDC Hà Nội cho biết, sáng ngày 31 tháng 8, thành phố Hà Nội có thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 7 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca mắc mới phân bố tại các quận, huyện là Hai Bà Trưng, 4 ca, Hoàng Mai, 2 ca, Đan Phượng, 2 ca, Thạch Thất, 1 ca, Gia Lâm, 1 ca, Thanh Xuân, 1 ca, Đông Anh, 1 ca, Hà Đông, 1 ca, họ đều liên quan đến chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân LVH, nam, sinh năm 1946, ở Nguyên Khê, Đông Anh, bệnh nhân là F1, đã được cách ly. Ngày 30 tháng 8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính, bệnh viện Vinh Mích thực hiện. Bệnh nhân DQC, nam, sinh năm 2019, ở Khương Mai, Thanh Xuân, bệnh nhân là F1. Ngày 29 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu chuyển cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân NMC, nam, sinh năm 2012, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30 tháng 8 có kết quả xét nghiệm dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Một bệnh nhân nữ, sinh năm 1994 và một bệnh nhân nam, sinh năm 2011, đều ở Tân Lập, Đan Phượng. Hai bệnh nhân này là F1, ngày 30 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân VTQ, nữ, sinh năm 1954, ở Phùng Xá, Thạch Thất, bệnh nhân là F1, ngày 27 tháng 8 được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính, ngày 29 tháng 8 có biểu hiện triệu chứng, ngày 30 tháng 8 được lấy mẫu cho kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân NTTL, nữ, sinh năm 1987, ở Yên Nghĩa, Hà Đông, bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân NVV nam, sinh năm 1998 và bệnh nhân nữ VTV, sinh năm 1951 đều ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Hai bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30 tháng 8, họ có kết quả xét nghiệm dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân NHD nam, sinh năm 2016 ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30 tháng 8 có kết quả xét nghiệm dương tính, CDC Hà Nội thực hiện bệnh nhân NTD, nữ, sinh năm 1944 ở Kim Sơn, gia Lâm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được lấy mẫu lần một kết quả âm tính. Ngày 30 tháng 8 có sốt, ho, đau rác họng và được lấy mẫu, kết quả dương tính. CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân NVL, nam, sinh năm 1963 ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là f1, ngày 30 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. CDC Hà Nội thực hiện bệnh nhân NDK, nam, sinh năm 1996, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1, ngày 30 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Như vậy, trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội có 3.207 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.546 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.661 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.